bão số 3 tan dần, mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp. Báo Điện tử Kinh tế và Đô thị cho biết, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2024, vị trí của vùng áp thấp nằm ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc và 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp hiện tại dưới cấp 6, tương đương với tốc độ gió dưới 39 km/h. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tiếp tục suy yếu, có khả năng tan dần. Tuy nhiên, tình hình thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là mưa lớn và gió mạnh. Trong đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã trải qua mưa to đến rất to, với lượng mưa ghi nhận tại một số địa phương đạt mức kỷ lục. Tính từ 19 giờ ngày 7 tháng 9 đến 8 giờ ngày 8 tháng 9, một số khu vực như Vạn Mai, Hòa Bình đã ghi nhận lượng mưa lên đến 333,4 mm, Tô Múa, Sơn La đạt 326,2 mm, Tà Si Láng, Yên Bái 283 mm và Xuân Sơn, Phú Thọ 279,6 mm. Dự báo thời tiết trong những ngày tới cho thấy khu vực Tây Bắc Bộ sẽ tiếp tục đối mặt với mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và cục bộ có thể lên đến trên 400 mm từ sáng 8 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9. Từ sáng 9 tháng 9 đến sáng 10 tháng 10, mưa lớn vẫn tiếp tục với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm và một số nơi có thể trên 200 mm. Ở phía Đông Bắc Bộ, mưa vừa và cục bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực vùng núi có thể thấy mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 250 mm. Từ sáng 9 tháng 9 đến sáng 10 tháng 9, dự báo lượng mưa tiếp tục ở mức từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Đặc biệt, vào chiều và đêm ngày 10 tháng 9, dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa to tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét được đặt ở cấp 1. Mưa lớn và mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Chuyên gia phân tích bão Yagi nhanh chóng suy yếu sau khi càn quét Hà Nội. Thông tin từ báo Dân Trí cho biết, trước diễn biến của bão Yagi suy yếu nhanh sau khi càn quét Hà Nội, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão Yagi sau khi đổ bộ đất liền đã duy trì thời gian ảnh hưởng khá lâu ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Tiếp đến, khi đi qua Hà Nội, bão Yagi tiếp tục chịu ma sát của địa hình nên năng lượng của bão tiêu tán nhanh, dẫn đến việc nhanh chóng suy yếu. Năng lượng chính cho các cơn bão là hơi nước, chính vì thế bão chỉ tồn tại, phát triển trên các vùng đại dương. Quá trình xoắn của các hệ thống hoàn lưu sẽ tạo điều kiện hút hơi nước từ bề mặt nước biển lên. Trong khi hút hơi nước lên trên cao, gặp lạnh sẽ ngưng kết, tỏa nhiệt, làm tăng thêm quá trình đối lưu để bão mạnh lên. Ông Khiêm phân tích và khẳng định khi vào đất liền, bão sẽ bị tiêu tán năng lượng, suy yếu. Việc bão suy yếu nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào địa hình. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, sau khi bão tan, hệ quả của hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa lớn. Ông Đại khuyến cáo, người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn để có các phương án phòng tránh nguy hiểm. Đặc biệt, người dân sinh sống trong khu vực mưa lớn cần chú ý các hiện tượng nứt tường, nhà nơi mình sinh sống. Nếu phát hiện các hiện tượng trên, người dân cần tìm nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, người dân vùng núi phía Bắc cần hạn chế tới các khu vực sông suối và nếu bắt buộc phải đến những khu vực này khi thấy tiếng động lạ, cần nhanh chóng tìm nơi an toàn bởi có thể lũ quét sắp ập tới nguy hiểm tính mạng. Người dân ở trong khu vực dự báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất cần hạn chế di chuyển. Nếu bắt buộc phải di chuyển, người dân cần lưu ý quan sát các sườn dốc, ngầm tràn.
Hai công trình nghìn tỷ của Hạ Long tàn hoang sau siêu bão Yagi. Theo báo điện tử VTC News, sau khi siêu bão đổ bộ vào Hạ Long, hàng loạt các công trình bị phá hủy, trong đó có hai công trình được đầu tư lớn là Cung Cá Heo và Bảo tàng Quảng Ninh. Hàng loạt các công trình nhà ở, công cộng ở Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề sau bão. Cung Cá Heo nằm trên trục đường Trần Quốc Nghiễm là dự án quy hoạch triển lãm, hội chợ văn hóa của tỉnh Quảng Ninh, được xây dựng dựa trên ý tưởng từ những chú cá heo đang vần sống bên vịnh Hạ Long. Với mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, toàn bộ phần mái nhà của công trình này bị gió tóc bay, bản hiệu công trình tàn hoang gần như không nhìn rõ chữ. Một số người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, phần mái của công trình này bị bão thổi bay, rất may trong khoảng thời gian đó không có người đi lại, nhiều mảnh tôn bị thổi bay xa cả trăm mét. Phía bên trong công trình này, phần kính chắn bị phá vỡ toàn bộ. Cách đó không xa khu quần thể các công trình văn hóa thuộc phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, cạnh quảng trường 30 tháng 10, Thư viện Bảo tàng Quảng Ninh với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng cũng bị thiệt hại nặng nề sau siêu bão Yagi. Những tấm kính mica đen bên ngoài bảo tàng bị vỡ vụn. Người bảo vệ tại đây cho biết, phần lớn các tấm kính mica bị phá hủy do những tấm tôn của khu dân cư bên cạnh bị bão cuốn thổi vào. Phía bên trong, cầu thang dành cho người khuyết tật bị phá hủy. Cửa sổ kính cường lực cũng không chịu nổi trước sự tàn phá của siêu bão Yagi. Đại diện bảo tàng chia sẻ, chiều 8 tháng 9, đơn vị huy động khoảng 60 người để trực tại bảo tàng, thư viện và cùng quy hoạch để ứng phó bão. Chúng tôi dùng bao cát chắn trước cửa để ngăn sức gió tác động vào tấm kính ở cửa chính. Nhiều tấm kính cường lực bị xuyên thủng vỡ nát. Bảo tàng Quảng Ninh đang nỗ lực thu dọn hiện trường kính vỡ, thạch cao vỡ, làm việc với cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đơn vị bán bảo hiểm để thống kê thiệt hại. Trước mắt sẽ lắp thêm các tấm mica đen để đảm bảo che phủ an toàn cho bảo tàng. Các tấm kính của bảo tàng và thư viện đều được đặt riêng theo từng kích thước nên sẽ mất thời gian. Để khôi phục hiện trạng ban đầu, cần 1 đến 2 tháng. Cách đó không xa là các cabin của vòng xoay mặt trời Sunwell sau cơn bão. Trong đó, một vài cabin đã bị rơi. 4 địa phương cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân sau bão Yagi. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, lưới điện miền Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hải Dương, gặp nhiều khó khăn do sức tàn phá của bão Yagi. Chia sẻ với báo VN Express, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN cho biết, ngày 8 tháng 9, khoảng 70% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại. EVN và các đơn vị thành viên sẽ nỗ lực cao nhất để cấp điện cho khách hàng còn lại trong thời gian sớm nhất, ông nói. Hải Phòng, một trong số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, bị cắt điện toàn bộ trong ngày 7 tháng 9. Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng cho biết, dự kiến trưa 8 tháng 9, 50-60% khách hàng sẽ được cấp điện trở lại. Con số này sẽ tăng lên 80% khách hàng vào cuối ngày. Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NBC, người dân tại Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa sẽ được cấp điện lại trong hôm nay sau khi ngành điện khắc phục sự cố lưới, nguồn và trạm biến áp. Cụ thể, khu vực trung tâm thành phố và các huyện của Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình được cấp điện trở lại. Riêng Hà Nam còn một phần khu công nghiệp Châu Sơn, Đồng Văn, Hòa Mạc chưa có điện. Các khu vực này sẽ được đóng điện trở lại vào chiều nay. Ngoài ra, Ninh Bình cũng khắc phục xong sự cố các tuyến đường dây trung áp, cấp điện áp từ 15 kV, Nam Định còn 8 đường dây và Hà Nam là 21. Hôm nay, các đơn vị sẽ đóng điện lại toàn bộ lưới trung áp tại các địa phương này. Tương tự, Thanh Hóa cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng nếu diễn biến thời tiết thuận lợi, không còn mưa dông. Tại Hưng Yên, ngành điện cũng khôi phục toàn bộ các đường dây, trạm biến áp 110 kV và khắc phục sự cố trung hạ thế. Thái Bình cũng khắc phục toàn bộ lưới 110 kV, 39 đường dây trung áp. Hiện tại, điện mới được cấp trở lại cho trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các bệnh viện và gần 1/3 trạm bơm. Điện lực Thái Bình cho biết sẽ ưu tiên cấp điện lại cho các trạm bơm trong thời gian sớm nhất.
ngành điện Thái Nguyên cũng khôi phục một số phân đoạn đường dây để cấp điện lại cho các khách hàng quan trọng, trạm bơm tiêu úng. Một số khu vực của tỉnh Hòa Bình, một phần huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Lạc Thủy, thành phố Hòa Bình có điện trở lại tính tới 10 giờ 30, tương ứng trên 50.000 khách hàng. Tuy nhiên, tỉnh này còn gần 40.520 khách hàng đang bị mất điện, gồm một phần thành phố Hòa Bình, các huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Mai Châu, Lào Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Đà Bắc và Yên Thủy. Ảnh hưởng của bão Yagi làm mất điện 46 đường dây trung áp tại Tuyên Quang. Đến sáng 8 tháng 9, điện lực địa phương khôi phục 43 đường dây, số còn lại hoàn thành trong hôm nay. Riêng lưới điện 110 kV tại đây vận hành an toàn.